Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ bên ta, tin tức ngày 18 tháng 12 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Lan tỏa sâu rộng tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh ban tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề sự kiện Nguyễn Tất Thành gạch ngang Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước, ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại đã họp báo giới thiệu tới công chúng kết quả nghiên cứu của các chuyên gia nhà khoa học và ra mắt cuốn kỷ yếu hội thảo. Hội thảo do Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhân kỷ niệm 110 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước ngày 5 tháng 6 năm 1911 và ngày 5 tháng 6 năm 2021 và sơ kết năm thực hiện chỉ thị 05 gạch ngang CT diệt TVD ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Ban tổ chức đã nhận được 128 bài tham luận của các chuyên gia nhà khoa học tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác trong cả nước. Con số 110 bài được lựa chọn chính là món quà tri ân thể hiện tấm lòng kính yêu biết ơn vô hạn của các cơ quan đồng tổ chức cũng như là các nhà nghiên cứu kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất. Sách gồm 1.000 trang tái hiện chân thực và đầy đủ hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành Hồ Chí Minh cũng như là ý nghĩa của sự kiện đó đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sách gồm 4 phần nội dung: Từ thành phố này người đã ra đi, Hành trình tìm đường cứu nước, Người đi tìm hình của nước và Hồ Chí Minh sống mãi. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời cảng Sài Gòn mang theo khát khao lớn của cả dân tộc là tìm được con đường cứu nước để mang lại độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho đồng bào. Hành trình tìm đường cứu nước năm 1911-1941 và cả cuộc đời dành cho cách mạng, cho đất nước, cho nhân dân đã minh chứng cho một cách rõ nét công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam cũng như là vai trò của người đối với phong trào cách mạng để thế giới trong cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, độc lập, dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Ban tổ chức hy vọng cuốn kỷ yếu sẽ góp phần giúp độc giả có thêm những hiểu biết toàn diện, sâu sắc trong quá trình nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua đó, tiếp tục khẳng định ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của sự kiện ngày 5 tháng 6 năm 1911 và hành trình đi tìm đường cứu nước của người, góp phần lan tỏa sâu rộng hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đến các thế hệ người Việt Nam ở trong và ngoài nước cũng như là bạn bè quốc tế. Và nếu anh em thấy thông tin này bổ ích với anh em, hãy tìm hiểu cuốn sách này. Sách tôi có để trên cái phần hình ảnh. Nếu anh em thấy hay thì đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment. Tạm biệt anh em.